Em đi phượt tới đâu rồi? Dạ chắc tới quận 6 hết rồi. Trời ơi. Dạ thì ngoại hình nó cũng bình thường. Ngoại hình em mấy chứ khi nó đừng có mập quá, em sợ tối mập đẹp chết. Mời bạn nam. Mời bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng ban tổ chức cũng như các bạn này. Em là tên Lữ Chí Hiếu. Bao nhiêu tuổi? Dạ, còn em năm nay 25 tuổi. Sinh ra ở Tóc Giang, còn lên thành phố Thấm từ nhỏ. Và giờ đang làm nhân viên cho công ty điện lạnh Hoàng Anh ở Bình Thạnh, Hồ Chí Minh. Quận Bình Thạnh. Mời em gái giới thiệu. Dạ, em tên là Trúc Phương, em quê Tiền Giang, hiện em cũng ở quận Bình Thạnh ạ. Ồ, vậy tốt quá. Em bao nhiêu tuổi và đang làm công việc gì? Dạ, em năm nay 24 tuổi, em đang là kế toán. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Điểm mạnh của em là tạo cho người khác có nhiều niềm vui. Nhưng mà vui quá thì mọi người cười nhiều, làm y như một cái chợ vậy. À, coi như mỗi chỗ nào mà có em tới là y như cái chợ đúng không? Dạ. Điểm yếu của em là hay quên. Một lần em làm thủ quỹ ở một công ty, em bỏ cái chìa khóa ở tại công ty. Sáng sau em phải lò mò đi lên sớm, sợ mất tiền nữa. Công ty gan quá cho em làm thủ quỹ vậy trời. Bạn trai bên kia, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em không hút thuốc, không biết nhậu. Uống có mấy chai là bắt đầu em tới rồi, em tới bến rồi. Rồi không đi bar, rồi... Nói chung là không có ăn chơi gì hết á. Vì những không? Cái điểm mạnh đó mà có nhiều bạn nữ nói em như BD á. Nói em gì? Nói nhiều BD á, không biết ăn chơi gì hết. Ai nói em BD? Nhiều bạn lắm. Bạn nữ có nói không? Dạ có, bây giờ em ấy thì à. Rồi em có BD thiệt không? Không. Chắc không? Chắc. Cái đó để về đem tân hôn kiểm định. Điểm yếu của em là em cũng hơi nóng tính trong công việc á. Tại vì ông chủ, ông sai em đi làm không mà dẫn theo hai ba thằng. Thì mỗi lần em nóng lên là em hay chửi. Mà tụi nó làm quá là em bực mình em bỏ về luôn. Tại vì tụi nó không làm hoàn thành á thì ông chủ cứ giao cho mình thì chỉ biết mình thôi. Em mà bực quá là em cho tụi nó làm hết, không có làm. Với điểm yếu của em là chắc có lẽ em không được xuyên lắm. Không được xuyên nữa. Không được dạ. Xuyên bởi vì ông chủ chửi đúng rồi. Dạ không khó, không được xuyên vụ làm việc nhà giúp mẹ. À. Cái làm về mệt cái nằm xe lai hoặc là trốn trách nhiệm. À, vậy là mai mốt lấy